Đồ gỗ thì luôn xin kính chào quý khách. Hôm nay là buổi tối ngày 27/12/2017 thì luôn chúng vừa lắp đặt và giao xong cho gia đình nhà anh Tùng và bác bộ sập thờ mai điểu bằng gỗ cụ hàng VIP dạng liền 8 phân và mặt liền rộng 2 phân chân 24 kích thước 2m7 x 1m7. Cửa đồ gỗ thì luôn tôi đã kê và lắp đặt vào đúng vị trí không gian phòng thờ của gia đình nhà anh Tùng phố Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội, rất đẹp. Đây là chiếc sập thờ mai điểu của gỗ vụ, kích thước 2m17 rộng 1m07 và cao 1m17. Và trên đây là chiếc ngũ sơn bằng gỗ hương đỏ lào. Đồ gỗ thành lần tôi cũng kê vào đúng vị trí của gia đình. Kích thước loại gỗ khách có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp thành đơn của tôi theo hai số điện thoại là 0967 110389 hoặc 0972 770888. Rất đẹp. Đây là đại gia đình đang chiêm ngưỡng bộ sản phẩm của đồ gỗ thành đơn của bác và anh. Rất đẹp. Chỗ này mình đất trong này rộng thế bác nhỉ, xuống Hà Nội giữa trung tâm Hà Nội. Và Thành Luân xin trân trọng cảm ơn. Và thay mặt Thành Luân thì xin kính chúc gia đình luôn luôn mạnh khỏe hạnh phúc. Xin chào hẹn gặp lại các khách trong những video clip sau.